Hello, chào mừng ông bà cô chú anh chị em và các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của Social TV. Tiếp tục trong video hôm nay, mình sẽ cập nhật thêm một số tin tức mới nhất của đàn gà con nha ông bà cô chú anh chị em và các bạn. Mới đây nhất thì cô bé Phạm Tuyết Nhung trong hôm nay có một buổi makeup xuất hiện với một layout cực kỳ xinh đẹp, trông như là một cô bé Hàn Quốc. Lần xuất hiện này của Tuyết Nhung để chụp ảnh rất là xinh đẹp, ai nấy cũng đều khen là Phạm Tuyết Nhung rất xinh đẹp và trong bộ cánh áo màu hồng, trang điểm nhẹ nhàng theo kiểu Hàn Quốc thì Tuyết Nhung trông rất rạng ngời. Trên trang cá nhân của mình, Tuyết Nhung mới đây chia sẻ như thế này: tâm bất dính giữa dòng đời vạn thính ở thời điểm này, dù ai nói ngã nói nghiêng thì vẫn kiên định với lý tưởng cách mạng này nhé. Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ và cùng chờ đón xem những ca khúc mới của em nha cả nhà ơi. Đăng ký kênh YouTube của em để cùng chờ đón xem mẹ. Vậy là Tuyết Nhung chia sẻ những bức ảnh xinh đẹp nhất của mình sẽ xuất hiện trong MV bài hát mới trên kênh YouTube. Đây là bài hát mà Tuyết Nhung từng chia sẻ là bài hát thứ hai Ba Quỳnh viết tặng riêng cho em. Và lần này Tuyết Nhung đã làm một MV cực kỳ chỉnh chu nên fan hâm mộ cực kỳ đang hóng cái ca khúc này. Và theo những gì Tuyết Nhung chia sẻ thì dù ai nói ngã nói nghiêng thì em vẫn kiên định với lý tưởng cách mạng này nhé. Vậy là trong những thời gian qua, Tuyết Nhung có chia sẻ về câu chuyện đời tư, đặc biệt là câu chuyện tình cảm cũng như suy nghĩ của mình về việc hôn nhân. Và khi Tuyết Nhung chia sẻ nên có rất nhiều ông bà cô chú anh chị em lớn tuổi đã cùng vào để lại lời khuyên là hiện tại Tuyết Nhung còn rất là trẻ nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Và Phạm Tuyết Nhung cũng đã vào kênh của Susu TV để lại đôi dòng chia sẻ như sau: mong mọi người hãy tôn trọng quyết định của em. Lúc mẹ Nhung còn sống, mẹ rất tôn trọng ý kiến của em. Cuộc sống em tự chọn lựa. Em đủ thông minh để chọn, còn những ai đã phải khổ sở về cuộc sống hôn nhân thì em không biết. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, không ai giống hoàn cảnh ai cả. Em hạnh phúc thì cả nhà nên mừng chứ nhỉ. Và theo những lời chia sẻ tận đáy lòng từ cô bé Phạm Tuyết Nhung như thế này cũng cực kỳ dễ hiểu và rất là dễ thương, phải không thưa bà cô chú anh chị em và các bạn. Dù tuổi của Phạm Tuyết Nhung còn nhỏ, nhưng thực chất Phạm Tuyết Nhung cũng đã gánh vác một gia đình. Hiện tại thì như mọi người biết, Tuyết Nhung là lao động chính, là một người trụ cột của gia đình. Tại vì hiện tại Tuyết Nhung chỉ còn có mẹ ruột đang sống cùng em và do đó cuộc sống của em cũng đang rất tốt đẹp. Ngoài việc đi hát thì Tuyết Nhung cũng đã cố gắng hết sức mình để có thể kiếm thêm thu nhập, để có thể báo hiếu cho mẹ của mình. Vì thế mọi người cũng rất tôn trọng về câu chuyện mà em ấy có chia sẻ một cách rất là chân thành về chuyện lập gia đình trong tương lai của mình. Đó cũng chỉ là kế hoạch của Tuyết Nhung mà thôi. Thì khi Tuyết Nhung chia sẻ ý kiến này trong kênh của Susu TV, mình cũng đã ghi nhận và luôn cầu chúc cho cô bé Tuyết Nhung có thật nhiều sức khỏe. Cũng có rất nhiều fan hâm mộ, đặc biệt là fan hâm mộ tuy hơi lớn tuổi hơn so với Tuyết Nhung, nhưng cũng luôn cầu chúc cho Tuyết Nhung sẽ có thật nhiều hạnh phúc trong tương lai và con đường ca hát cũng sẽ có một thành công nhất định, cũng như mọi người đều mong muốn nếu là con của chị hai thì các bé sẽ thật hạnh phúc. Đó không chỉ là mong ước của chị hai mà còn là mong ước của tất thảy fan hâm mộ. Và giờ đây Phạm Tuyết Nhung cũng đã cố gắng trau dồi âm nhạc và trau dồi bản thân, cũng như cố gắng sống thật là tốt. Và hiện tại thì Tuyết Nhung đã trưởng thành và mọi người cũng thấy em ấy là càng lớn càng xinh đẹp nên càng yêu quý. Và qua những cái live show vừa qua trong tháng 4 thì một Tuyết Nhung hát rất là hay cũng như rất là điềm đạm trên sân khấu và lễ phép thì không còn gì phải bàn cãi nữa, nên mọi người rất hy vọng Tuyết Nhung sẽ thăng hoa trong sự nghiệp. Và hôm nay đôi dòng chia sẻ của Phạm Tuyết Nhung trên trang cá nhân cũng nhận được rất nhiều lời ủng hộ: chúc con thành công trong sự nghiệp nhé Nhung. Dù ai có nói gì con cứ mạnh mẽ, không suy nghĩ gì hết nhé Tuyết Nhung ơi. Phải học mẹ Nhung nhé con. Dễ thương lắm em,
đang hóng ca khúc mới của em đó. Đúng rồi đó em. Ai nói gì thì nói, cuộc sống của mình thì mình cứ sống và làm theo suy nghĩ của mình. Miễn sao mình thấy đúng là ok rồi em. Và phải nói, có được sự động viên chân thành từ fan hâm mộ, đó như là một nguồn động lực sẽ tiếp thêm sức mạnh cho Tuyết Nhung tự tin vững bước trên con đường phía trước. Đó là những thông tin về Phạm Tuyết Nhung hôm nay. Còn riêng về người bạn diễn của Tuyết Nhung là ca sĩ trẻ Trường Sang, hôm nay thì Trường Sang có lẽ không may mắn và Trường Sang có chia sẻ hai bức ảnh trên trang story trong fanpage của mình, là bức ảnh xe bị cọ quẹt. À, Trường Sang có chia sẻ như thế này: đen thôi, đỏ quên đi. Và khi fan hâm mộ biết được tình cảnh mà Trường Sang hôm nay gặp phải là đã bị một cuộc va quẹt xe, tuy là xe bị trầy xước nhưng mà đây cũng là một cái sự may mắn. Phải nói fan hâm mộ cũng rất là yêu thích Trường Sang sau chuỗi live show vừa rồi. Mọi người đều khen sự kết hợp rất là ăn ý, cũng như Trường Sang luôn biết tung hứng trên sân khấu, trợ diễn hết sức mình cho Phạm Tuyết Nhung. Thì cặp đôi này hiện tại đang nhận được nhiều lời yêu mến từ khán thính giả. Và hôm nay biết được Trường Sang, xe của Trường Sang tuy bị trầy nhưng cũng may mắn là Trường Sang không bị gì cả, nên người hâm mộ, nhất là fan, cũng thở phào nhẹ nhõm, đều để lại bình luận là cầu chúc cho may mắn đến với Trường Sang. Tuy là xe bị va quẹt và cũng phải đi sửa chữa, nhưng đây cũng là một cái sự việc không mong muốn trong ngày hôm nay của Trường Sang. Phần cuối video hôm nay là thông tin từ MC Diễm Quỳnh. MC Diễm Quỳnh vừa chia sẻ một tin vui trên trang cá nhân của mình, đó là có một phòng trà mới. Đây sẽ là nơi hội tụ rất nhiều ca nghệ sĩ cũng như là điểm giải trí mới. Quỳnh Trần có ghi như thế này trên trang cá nhân của cô ấy: chúng ta cùng đếm ngược thời gian để chờ đón một phòng trà ca nhạc đẳng cấp, sang trọng và hội tụ những gương mặt nghệ sĩ với những đêm trình diễn chất lượng nghệ thuật. Hẹn gặp các anh chị em nghệ sĩ cùng đến để biết thêm một không gian, một tụ điểm mới ngay tại trung tâm Sài Gòn nhé. Lúc 18 giờ ngày 26 tháng 4 năm 2023, tại tầng 11 tòa nhà Cienco số 180, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Và dưới đây là thiệp mời của Make Up Phi Phi thay mặt gửi đến đông đảo các anh chị em nghệ sĩ quan tâm. Cùng loạt show đầu tiên được diễn ra tại KV Bluff tháng 4 năm 2023. Cảm ơn anh Phi Phi đã mang đến cho anh chị em nghệ sĩ thêm một tụ điểm phục vụ cho khán giả yêu âm nhạc. Chúc anh mọi sự tốt đẹp, khai trương, hồng phát ạ. Vậy là đây là địa điểm mà ngày 30 tháng 4 sẽ có mặt các bạn trẻ như là Tuyết Nhung, Trường Sang, Thiên Ngân, Trường Huy và Di Juno sẽ cùng biểu diễn. Và đây là địa điểm mới, một địa điểm giải trí rất là mới, nhưng mà chắc hẳn đang nằm ở một vị trí đắc địa như thế này thì sẽ đón nhận được lượng fan hâm mộ đến ủng hộ. Phía dưới bài chia sẻ của MC Quỳnh Trần thì rất nhiều khán giả đã để lại lời chúc, chúc cho phòng trà được làm ăn phát đạt và hy vọng đây cũng sẽ là một địa điểm quen thuộc mà các bạn trong đàn gà con sẽ được biểu diễn nhiều hơn trong thời gian tới.